Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube. Video clip trước thì Khoa nói về sự khác nhau giữa là một cộng tác viên và một agent chính thức của công ty bất động sản EA Việt Nam. Video clip này Khoa xin nói cụ thể hơn về những con số mà để cho các anh chị cảm thấy mường tượng ra về những cái cấp bậc ở tại EA Việt Nam và những con số lũy tiến hoa hồng trọn đời mà chúng ta bỏ gầy những công sức để có những giao dịch cho riêng mình. Đây là cái mức ví dụ như Khoa cho một cái dự án căn hộ là khoảng 5 tỷ cho căn 3 phòng ngủ tầm trung, thì mức phí mà một công ty bất động sản trả về, một chủ đầu tư trả về cho chúng ta đa phần là 3%, thì chúng ta sẽ có được doanh số đem về cho công ty là 150 triệu. Thì nếu mà là một cộng tác viên, thì cộng tác viên chúng ta có chưa tham gia những cái buổi khóa học của công ty, chưa chạy bộ 3 km, thì chúng ta sẽ được 65% thôi, đó là cái mức 87 triệu. Và nếu là một agent chính thức đã tham gia thì cái deal đầu tiên của chúng ta đã được 66%, là con số là 89 triệu đó các anh chị. Các anh chị thấy là hơn nhau tầm khoảng là 1,5 triệu, 1,5 triệu cho cái giao dịch này. Nếu mà chúng ta không trở thành một agent chính thức thì chúng ta đã bị mất 1,5 triệu các anh chị. Thì cái con số này sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân nữa nha, chúng ta nên sau đó sẽ trừ thuế thu nhập cá nhân 10% tạm tính cho mỗi một giao dịch, thì 87 triệu chúng ta sẽ trừ 8,7 triệu các anh chị là chúng ta thực nhận. Đây là những con số từ 65 mà lên cho 73, 76 thì nó khá là nhanh đó các anh chị, cũng rất là nhanh đó, cho tới 79 luôn. Thì chúng ta bán khoảng 1 năm, hay là những chị nào bán giỏi tầm khoảng vài căn biệt thự mà triệu đô đó, thì nó đã lên tới 79 rất là nhanh rồi cho anh chị. Bên EA Việt Nam thì hiện cái con số 79% thì rất là nhiều bạn agent đã đạt được rồi. Đó là cái cơ bản. Khi mà chúng ta là người mà mời một bạn agent vào mà bạn đó đã có giao dịch, thì khi mà cái giao dịch đầu tiên đó là chúng ta cũng được hưởng là 5% nha các anh chị, nếu mà là agent. Còn nếu mà họ chỉ là cái cộng tác viên thôi thì chúng ta sẽ được 6%. Thì tính ra con số đó là chúng ta sẽ được 8 triệu hoặc là 6 triệu. Anh chị thấy là con số này cũng khá là nhiều nha. Đó là một cái sự ghi nhận công sức đóng góp của chúng ta để tuyển dụng, mời gọi một bạn cộng tác viên gia nhập vào EA Việt Nam. Thì công ty đã ghi nhận những cái phần này, đó là một cái niềm động lực mà cho chúng ta có thể gây dựng những cái đội ngũ của chúng ta sau này. Cứ mỗi một giao dịch mà bạn đó có, chúng ta cũng có. Nhưng mà có điều thì nó vơi dần đi theo cái tỷ lệ. Khi mà bạn đó đã bán được rất là nhiều căn thì cái mức bạn đó đã cao, đồng nghĩa với việc cái sự hỗ trợ, cái đóng góp của chúng ta cho những cái bạn mà chúng ta mời vào nó không còn nhiều nữa, thì chắc chắn là cái mức phí nó sẽ giảm đi. Cái đó là cái điều rất là thực tế các anh chị. Làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, đóng góp nhiều thì có được cái công sức lớn, còn khi mà đóng góp ít thì chúng ta được nhận phần phí thấp hơn. Thì cái hệ thống này là từ EA của USA các anh chị, nên nó là một cái phần mà đã có từ rất là lâu, chứ không phải là EA Việt Nam tạo thành một cái bản này đâu. Thành ra cái công ty này nó đã phát triển lâu đời và nó đồng hành qua những cái quốc gia khác khi mà người ta vận dụng cái mô hình này, thì đây chắc chắn cũng sẽ là một cái xu hướng trong cái tương lai rất là ngắn các anh chị. Hiện EA Việt Nam đang có một cái đội ngũ mà mới rất là nhiều, các bạn từ những cái công ty khác, hay là những cái bạn từ có một cái đội nhóm từ những cái công ty nổi tiếng bất động sản thì cũng đang chuyển dần qua bên EA Việt Nam và thành lập một cái division riêng cho mình. Trong tay bạn cũng có tầm khoảng vài mươi người. Đó là cái thông tin mà Khoa vừa mới nhận được. Nên EA Việt Nam là một cái điểm tựa vững chắc cho các bạn nhân viên kinh doanh, nhân viên môi giới mà muốn làm việc ngày càng chuyên nghiệp trong một cái môi trường mà được đào tạo, rèn luyện, trao dồi. Có thể khi mà chúng ta có giao dịch tốt thì sẽ được đi những cái nước như là EA Singapore nằm trong top 10, và chúng ta đứng đầu top 1 thì chúng ta sẽ được đi EA bên Mỹ.
để tham gia những cái buổi huấn luyện ở bên đó, để gia nhập, để tiếp cận được những cái anh chị mà môi giới ở bên Mỹ như thế nào, bên Singapore như thế nào anh chị. Còn việc mà training thì ở EA Việt Nam diễn ra rất là thường xuyên, giữa những cái đội nhóm với nhau, giữa những cái division với nhau, giữa những cái dự án hay là những giám đốc dự án chia sẻ rất là thường xuyên. Nên đây là một cái môi trường mà bạn nào có nhu cầu cầu về học tập, rèn luyện cái kiến thức kỹ năng thì thật sự là rất là tuyệt vời các anh chị. Phần khoa sẽ nói thêm về những con số phía sau. Cái phần T2 đó các anh chị, T2 là cái người mà trước đó đã mời, cái người đã mời mình vào. Khi mà mình có giao dịch thì cái bạn kia có giao dịch có phí, mà cái người sau trên đó nữa là cũng có phí. Có nghĩa là công ty đã ghi nhận hai cái cấp bậc gần nhất với mình để đưa ra những cái phần quà, cái phần thưởng vì đã mang chúng ta đến với công ty và đã có giao dịch. Đó là một cái sự ghi nhận công ơn. Thì cái người trên nữa thì họ không có đóng góp gì nhiều cho mình, thì đương nhiên là cái phần phí của họ sẽ rất là thấp và các anh chị. Thành ra khi mà chúng ta bán được 79% cái mức hoa hồng thì những cái người thứ nhất và người thứ hai họ chỉ hưởng ra cái phần rất là thấp. Ngoài ra khi mà chúng ta lập một cái division đây, khi mà chúng ta có một cái division hay là một chúng ta có một cái đội ngũ ở bên dưới mình, khi mà mình mời vào, khi mà mình mời vào là các anh chị đây những cái này đó, thì chúng ta sẽ có được những cái phần phí thêm 2% nếu mà cái nhóm của chúng ta khi mà chúng ta đạt được cái cấp đi đi đó, thì cứ 14 tỷ trong một năm, 14 tỷ 880 triệu tổng doanh thu của cả những cái người mà chúng ta mời vào cái group của mình mà được cái tổng doanh thu này thì mình sẽ được 2% trên cái số đó nữa các anh chị. Còn đây là cái 0,5% khi mà chúng ta là một cái giám đốc của division trở lên, toàn cái division chúng ta sẽ được 0,5%. Thì đó là sự chia sẻ của Khoa. Nếu mà các anh chị nào mà đang có những cái khách hàng rất là tiềm năng nhưng mà đang gặp khó khăn về việc kiếm nguồn hàng cho họ thì EA Việt Nam chính là cái một cái nơi mà hầu như có rất là nhiều dự án đang nắm trong tay mà các anh chị có thể tùy ý lựa chọn. Và đặc biệt là khi mà chúng ta không có rành về một dự án thì chúng ta có thể có được một cái deal, bởi vì một dự án sẽ có một cái đội core team thì những cái bạn này sẵn sàng sẽ hỗ trợ cho chúng ta về thông tin dự án, sẵn sàng chốt khách cho mình luôn. Bởi vì cái đội core team này sẽ có một cái phần phí khi mà bạn có cái giao dịch này thì đội core team sẽ được hưởng phí, nên nó tạo cái sự cái động lực mà cái bạn core team sẵn sàng hỗ trợ thêm vì họ cũng có cái lợi ích trong cái deal của bạn. Thì đó là một cái môi trường mà nó rất là tốt, rất là hay, hơn trong khi những cái công ty bất động sản khác thì đi kiếm một cái thông tin thì mình phải hoàn toàn tự làm hết các anh chị. Còn đây chúng ta sẽ được cái hỗ trợ từ cái đội core team. Ở Việt Nam thì đã có rất là nhiều bạn mà được sự hỗ trợ core team và đã giao dịch thành công rồi các anh chị, nên cái việc này chúng ta không có lo lắng lắm. Hiện bây giờ là những anh chị mà làm việc lâu năm á thì quan trọng là cái nguồn hàng thôi, thì không có nơi nào mà có một cái nguồn hàng dồi dào như EA Việt Nam, và có mỗi một dự án có một giám đốc dự án và một đội core team sẵn sàng hỗ trợ. Thì nếu mà bạn đã là nằm trong cái tình huống này thì gia nhập vào EA Việt Nam sẽ giúp cho bạn có một nguồn thu rất là lớn trong cái tương lai. Khi mà ngoài ra về nói về core team, khi mà tham gia core team thì các anh chị sẽ được hỗ trợ từ công ty gì trong việc mà in ấn tài liệu hay là tiếp cận những cái thông tin nhanh nhất từ chủ đầu tư, thì đó là lợi thế bán hàng cho mình và mình sẽ phải tập trung vào một hoặc hai dự án thôi, nên đó cũng là một cái thuận lợi về sự tập trung. Ngoài ra mình sẽ hỗ trợ về những cái đại lý F2 liên kết
hoặc là những cái bạn agent hoặc là cộng tác viên người ta không hiểu về dự án nhưng mà người ta đang có khách hàng thì mình có thể hỗ trợ tư vấn thêm. Khi mà họ có giao dịch mình sẽ được một phần phí là tầm khoảng 3% các anh chị. Khi mà các anh chị là một trong đội core team các anh chị sẽ được 3%. Và ngoài ra khi mà các anh chị bán hàng á, tự bán hàng thì chúng ta cũng sẽ được phần phí như vậy luôn, tương đương luôn. Tới đây thì Khoa xin tạm ngưng video clip này. Video clip trước thì Khoa có nói về sự gia nhập vào công ty EA Việt Nam, sự khác nhau giữa agent và cộng tác viên. Anh chị có thể xem lại video clip trên. Hiện Khoa xin tạm ngưng video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo. Nếu có nhu cầu gia nhập vào EA Việt Nam, hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979 67 66 55. Thank you.